Hôm nay anh sẽ cùng các bạn tạo ra danh sách các thầy bổ cho cái database của chúng ta. Và đây là danh sách các thầy bổ. Thì trong phần tạo thầy bổ này thì anh sẽ ứng dụng luôn cái tạo mô đồ. Chúng ta sẽ tạo ra mô đồ luôn. Thì chúng ta sẽ tạo migration và vừa tạo mô đồ thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh này. Artisan match model trừ m, với điều kiện là các bạn phải tạo đúng, các bạn phải tạo đúng tên bảng là dạng số nhiều, được chưa? Bây giờ anh sẽ bắt đầu với category PST artisan match. Anh sẽ tạo category thì model bao giờ nó cũng là số ít, nó sẽ là như thế này. Model anh sẽ đặt nó trong thư mục model category như thế này. Đấy. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ tạo ra được cái model category. Và các bạn thấy nếu chúng ta không dùng trừ m thì nó sẽ không không sinh ra cho chúng ta cái migration. Nó sẽ không sinh ra cho chúng ta cái migration. Đó, anh xóa đi và anh tạo lại với cái cú pháp là trừ m. Đây. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ sinh ra cho chúng ta đồng thời cả model và cả migration. Ok chưa? Thế đối với migration thì chúng ta sẽ có những thông tin gì? Thì chúng ta sẽ dựa vào cái bảng category. Chúng ta có ID thì buổi trước anh để là kiểu in, thì ở đây chúng ta sẽ phải đổi là increment. Increment như thế này. Đó. Kiểu in và tự động tăng nó là số nguyên, kiểu như vậy. Và ở đây chúng ta sẽ đặt tên là ID. Được chưa? Cái timestamp này nó sẽ sinh ra cho chúng ta cái cột create thực ất và update thực ất như buổi trước anh nói. Ngoài ra chúng ta sẽ có table, chúng ta định nghĩa theo kiểu vậy, cho kiểu va cha sẽ là string ở đây. Thì đối với string này anh sẽ để là name. Category của chúng ta sẽ có slug. Đó. Và sẽ có thông tin về cell, description với các thứ. Thì anh sẽ thêm nó vào, anh đều để dạng string hết. Đây. Thì đây sẽ là meta meta title. Đó. Đây sẽ là meta description. Và đây sẽ là gì? Đây sẽ là meta keywords. Ok. Thì chúng ta sẽ có những thông tin này. Đó là bảng category. Và ở phần dưới này khi mà chúng ta chạy migration rollback thì nó sẽ chạy vào đây và nó sẽ rollback, nó xóa cái bảng category đi. Được chưa? Tiếp tục. Thiếu parent ID. À, buổi trước chúng ta muốn làm thêm một cái parent ID nhỉ. Anh sẽ thêm nó vào thôi. Đây. Thì chúng ta sẽ có table, chúng ta sẽ có string. String là gì? À sorry, với parent ID chúng ta sẽ để là integer. Đó, và chúng ta sẽ để là parent ID như thế này. Và default anh sẽ set nó bằng bằng 0. Default anh sẽ để nó bằng 0. Đó, thì đối với những giá trị parent ID bằng 0 thì nó sẽ là danh mục cha. Kiểu như vậy. Được chưa các bạn? Tiếp theo anh sẽ tạo đến bảng gì? Đây là chúng ta đã định nghĩa xong bảng category nhé. Các bạn nhìn này. Category và table, model. Hai cái này sẽ giống nhau về tên thôi. Nhưng nó sẽ khác nhau ở cái dạng số ít và số nhiều. Các bạn để ý cho anh nhé. Tiếp theo anh sẽ tạo ra bảng product. Chúng ta đưa product lên trên này. Đó. Anh sẽ tạo ra model product như sau. Thì đây sẽ là product số ít nhé, trừ m. Đó, thì chúng ta sẽ sinh ra được product model. Và trong bảng product thì chúng ta sẽ có các thông tin. Đầu tiên anh đổi cái này thành increment. Đó, cho ID. Product ID. Đối với mỗi product chúng ta sẽ có category. À, vì category và product của chúng ta nó mang quan hệ nhiều nhiều. Đây. Nên là chúng ta sẽ có một bảng trung gian.
Thì ở đây chúng ta sẽ có name cho product. String anh sẽ để là name. Được chưa? Và anh để là 255, có nghĩa là độ dài tối đa là 255. Và anh sẽ để table slug cũng bằng 255 luôn. Slug sẽ bằng 255 ký tự. Đó. Và anh sẽ để là meta title string cho cột meta title bằng, anh sẽ để mặc định thôi. Đó. Meta description và meta keywords. Cuối cùng anh sẽ có thông tin về giá của sản phẩm. Thì anh sẽ để dạng close như thế này. Và chúng ta sẽ có giá là price. Đó. Anh set default, nếu mà không có thì sẽ là không. Được chưa? Và chúng ta sẽ có thông tin về ảnh sản phẩm thì anh, chúng ta lưu đường dẫn của ảnh hoặc là tên ảnh thì chúng ta để là string thôi. Thế đối với ảnh sản phẩm anh để là kiểu va chai, tối đa là 25 ký tự. Đó. Thì mỗi sản phẩm chúng ta sẽ có một ảnh, ảnh chính. Được chưa? Sau này nó sẽ có các ảnh con nữa. Đây. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đi định nghĩa cho product image. Discount, các bạn muốn có cái discount à? Có discount thì nó sẽ là giảm bao nhiêu phần trăm đấy. Cũng được, các bạn có thể thêm vào. Rồi anh sẽ lấy luôn cái giá trị này nhé. Anh sẽ thêm vào cho discount của product. Discount thì nó sẽ là để dạng phần trăm đúng không các bạn? Bao nhiêu phần trăm? Anh đặt integer đấy, đã giảm mình giảm số chẵn rồi. Integer đó, discount không. Chúng ta hiểu đây sẽ là phần trăm nhé. Đó, thì sau này các bạn sẽ tự tính toán với con số này. Được chưa? Discount 10% thì giá của nó sâu ra là như nào? Kiểu như vậy. Ok chưa? Rồi, tiếp tục. Tiếp tục chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tạo ra bảng product image, có nghĩa là một sản phẩm thì có nhiều ảnh. Anh đây, bảng product image của chúng ta đây. Thì đơn giản là chỉ lưu tên và ảnh đó thuộc sản phẩm nào thôi. Đó, thì chúng ta sẽ có module product image và ở đây chúng ta sẽ có kiểu integer increment. Đó. Và chúng ta sẽ có tên của ảnh sẽ là string. Này. Tiếp theo chúng ta sẽ có product ID, nó sẽ là kiểu integer. Product ID và chúng ta sẽ set default cho nó, cũng có thể là cái ảnh đó được dùng không dùng cho sản phẩm nào chẳng hạn. Giả sử như vậy. Nhưng mà thôi, ở đây chúng ta sẽ dùng ảnh cho sản phẩm thôi, vì tên bảng của chúng ta là product image, ảnh này chỉ cho sản phẩm thôi. Rồi, ok. Tiếp tục chúng ta sẽ đến bảng nào? Thì chúng ta sẽ đến bảng user. Mỗi một hệ thống đều có bảng user. Thì user chúng ta sẽ có các thông tin để chúng ta đăng nhập thôi, đơn giản như vậy thôi. Đây thì anh sẽ có thông tin user, ví dụ như là increment cho ID. Được chưa? User sẽ có name, anh sẽ để là string. User anh sẽ có full name, email không được phép none và nó sẽ phải là unique. Đó. Nó sẽ có số điện thoại nữa. Phone cũng sẽ là unique. Ok chưa? Ngoài ra thì các bạn có thể thêm một vài thông tin cho user nữa, như là
gender thì anh sẽ để là TV integer. Anh sẽ để là gender để chúng ta quy định giới tính, và cái này chỉ cần một độ dài là một thôi. Để chúng ta xác định được à giới tính nữ hay nam, chúng ta chỉ cần biết cái giá trị là một hay là hai, kiểu kiểu như vậy, chúng ta quy ước với nhau như vậy. Được chưa? Rồi, tiếp tục này. Và cuối cùng anh sẽ có thông tin về address. Address chúng ta cũng sẽ để điểm trinh và 255 ký tự. Đó, rất nhiều kiểu dữ liệu, nhưng mà chúng ta thấy là cái mà chúng ta đang dùng nhiều chủ yếu là kiểu chuỗi và kiểu số. Các bạn nhìn thấy đấy. Và ở trong Laravel thì nó cũng cấp đủ cho chúng ta tất cả các method để định nghĩa từng kiểu dữ liệu cho từng cột tương ứng đối với cái bài toán mà các bạn cần. Thì cái này thì chắc chắn là khi các bạn dùng, các bạn cần cái nào thì các bạn nhớ cho anh là được. Ok chưa? Nhớ cho anh. Anh chỉ cần như vậy thôi. Đó. Thì ở đây có một vài kiểu mà anh có thể đề cập đến. Đối với user sẽ có password, đúng không? Thì anh sẽ có password cho user. Tí nữa thì chúng ta quên cái quan trọng. Đây, thì chúng ta sẽ có kiểu tra. Anh để là 50 ký tự password, hoặc là để 120 ký tự đi. Password, và anh sẽ để là password. Đó, được chưa? Rồi, bây giờ anh sẽ chạy migration lên Partisan Migration. Ngay đầu tiên đã có lỗi với slug của product rồi. Anh xem nào. Đây sẽ là string. Chúng ta bị nhầm. Đó. Anh sẽ run back lại này. Anh sẽ chạy tiếp. Migration. Tiếp tục bị lỗi ở user. Increment của user anh chưa. Anh đang bị sai cái gì đó. Anh đang bị sai cái gì đó ở thằng increment. Increment anh bị thiếu chữ R. Đây. Ok, chạy tiếp là xong user. Phải định nghĩa key cho column. Key ID đây thì mà. Increment. Có gì đó sai sai. Anh chạy run back lại. Chúng ta vẫn có một lỗi liên quan đến cú pháp table increment. Auto increment final key in. Ok này. Email vacha not null. Phone vacha not null. Có vẻ như anh đang sai ở đâu đấy. Anh sẽ thử xem. Các bạn có nhìn thấy anh đang sai ở đâu? ID không tự động tăng. Đó, có liên quan đến khóa ngoại đâu em. Increment ID, user ID.
những bản khác chúng ta vẫn đang dùng bình thường mà. Đây, bạn như sẽ chạy lại lên. Correct table definition. There are only one auto column. Chúng ta chỉ có một cột là được phép tự động. Anh đang chưa nhìn ra, hơi rối không? Không, không liên quan. Anh nghĩ là không liên quan. Bởi vì chạy MyRef thì liên quan đến model đó. Anh chỉ đang chưa hiểu, hình như là trong database của chúng ta đang có bảng đó. Nhưng mà nếu có thì nó sẽ phải báo lỗi. Là table đã tồn tại. Anh sẽ kiểm tra nhé, sorry các bạn. Thân. Trong quá trình các bạn đi làm cũng thế thôi. Nếu mà các bạn bắt đầu viết từng dòng code, kể cả các bạn đi làm nhiều thì vẫn sẽ bị lỗi kiểu như thế này. Chúng ta sẽ phải xem nó, phải đi kiểm tra. Thế nên đi làm mới cần có tester là như vậy. Không ai sẽ nhìn chuẩn code dòng nào mà đúng dòng đấy là có vấn đề đấy. Nguy hiểm đấy. Chưa có user vào đây, nhưng mà vấn đề là tại sao nó lại báo liên quan đến thằng Kremlin kia. Đó, anh đang chưa hiểu lắm, đọc chính xác cái lỗi này nè. Select errors in correct definition. Chỉ có thể một cột auto và nó sẽ phải là định nghĩa key. Có nghĩa là nó đang hiểu cái này của anh không phải là định nghĩa key. Vô lý. Binary key cho user. Anh sẽ tạo ra cái cột này, tạo chính câu lệnh này. Lỗi thật, tức là chính câu SQL này của chúng ta đang bị lỗi. ID in unsigned not known auto increment primary key, nhưng lại có một cái cũng primary key, các bạn nhìn thấy đây không? Tại sao nhỉ? Gender 1. Anh đang dùng cái gender với kiểu là tiny thì nó lại báo là cái này not null auto increment, lạ quá. Để anh kiểm tra nhé. Tiny, tiny integer này, tiny increment. Hay đấy. Câu SQL này vẫn là auto increment primary key. Hàm này của thằng này nó có vẻ bị lỗi các bạn. Anh biết lý do rồi, anh biết nó ở đâu rồi. Đây, chúng ta xác định được là ở đây rồi. Nhưng mà chúng ta đang không dùng thằng này, mà chúng ta dùng thằng này.
Cho lại integer thì không nói làm gì rồi, nhưng mà độ dài của nó lớn nó sẽ hơi thừa thãi. Nhưng vấn đề là integer ở đây của chúng ta là phải được. Bây giờ ok. Rồi ok, các bạn tạm thời như vậy nhé. Đó, thì chúng ta sẽ có các bảng này. Được chưa? Thì đây là chúng ta đã hoàn thành cái việc tạo một cái bảng. Ví dụ, bây giờ anh muốn thêm một cái cột vào trong một bảng, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta muốn update một cột vào một bảng, thì chúng ta cũng sẽ sử dụng migration để chúng ta làm việc đó. Ví dụ, anh muốn update cột vào bảng user thì anh sẽ update như thế này. PHP artisan make migration as column. Ví dụ anh để là avatar to user table. Đó, thì anh sẽ được cái thông tin như thế này, được chưa? Thì đây là cái cú pháp để chúng ta add một cột vào trong một cái bảng. Đây, được chưa các bạn? Thì anh chỉ cần định nghĩa lại cái cột đó có kiểu dữ liệu là gì. Ví dụ anh để tên cột là avatar, đó, và anh để có thể none. Được chưa? Nó có thể nullable. Và dưới này thì chúng ta sẽ drop cột. Chúng ta muốn drop một cột thì chúng ta có lệnh drop này. Drop column như thế này. Thì anh sẽ đi drop cái column này. Thì tên column của chúng ta là như thế này. Được chưa? Được nhá. Nhưng mà các bạn nên nhớ là khi các bạn chạy refresh ấy mà database của các bạn có dữ liệu rồi thì rất nguy hiểm luôn. Nó sẽ mất sạch luôn ấy, và sẽ không thể lấy lại được. Ok chưa? Rồi. Bây giờ anh chạy migration vào này. Thì anh sẽ add được thêm một cái cột vào trong bảng user, anh xem cấu trúc của bảng user. Các bạn sẽ thấy đó, avatar. Các bạn hoàn toàn có thể chỉ định là cái cột này update vào sau cột nào. Ví dụ anh chạy rollback lại nhé. Cái này anh đi nhanh các bạn nhé. Đó, anh chỉ định lại thì anh chỉ cần là chúng ta sẽ dùng after khi mà migrate, chúng ta sẽ chỉ định nó là after sau cột nào. Đó, ví dụ anh để nó sau cột address chẳng hạn. Đó, anh chạy migrate lên này. Đây, lúc này các bạn xem cột user. Nó đang không ở sau address. Anh chạy lên nhé, rollback này, migrate này. Anh bình thường dấu S. Đó, chúng ta xem này. Đó, các bạn thấy chưa? Nó sau address, và tương tự nó sẽ có cung cấp cho chúng ta một cái hàm before. Thì nên, các bạn chỉ cần muốn đặt nó trước cột nào là được. Ok chưa? Thậm chí là các bạn có thể thêm comment cho một cột. Thì các bạn chỉ cần comment. Comment như thế này. Tức là comment để sau này các bạn vào MySQL các bạn có thể đặt được. Ví dụ như thế này. Ảnh đại diện. Đó, thì các bạn để như thế này. Thì viết nhiều. Khi biết có nhiều method thì các bạn xuống dòng như thế này.
ảnh đại diện cho user. Ok chưa? Anh chạy rollback này. Anh chạy Maven. Đó, thì các bạn nhìn ở đây các bạn sẽ chưa thấy. Nếu những bạn mà dùng API MyAdmin ấy, với cái tool ấy, thì vào sẽ nhìn thấy rõ cái ảnh đại diện của nó. À sorry, cái comment của nó. Đúng rồi, các bạn muốn drop cột hay là drop bảng thì bắt buộc là sẽ phải để ở down nhé. Bởi vì trong Laravel nó chỉ có hai cơ chế chạy là một drop migrate, hai là các bạn chạy rollback. Thì một thằng luôn luôn chạy vào trong up, còn một thằng luôn luôn chạy vào trong down. Và việc nó xử lý, nó sẽ check vào trong cái bảng này để nó xử lý. Nó check vào trong cái bảng migration này để nó xử lý, kể cả khi các bạn thêm cột thì trong bảng migration nó cũng sẽ thêm cái tên file kia. Đây các bạn nhìn này. Đó, các bạn nhìn thấy này. Thêm cột thôi nhưng nó vẫn đưa vào. Và cái batch của cái migrate nó cũng sẽ tăng lên. Các bạn nhớ cho anh nhé. Migration nó sinh ra để cho chúng ta quản lý database theo version. Ví dụ ở thời điểm này các bạn thêm một cái cột gì đó vào, sau đó thêm một vài bản, thời điểm khác các bạn lại thêm một vài bản, thì nó ghi lại lịch sử cho các bạn và chúng ta làm việc teamwork nó hiệu quả hơn. Còn dùng PPMyAdmin thì nó, nếu mà làm việc teamwork thì thực sự sẽ rất khó khăn đấy. Được chưa? Rồi ok, thì đấy là những cái liên quan đến migration. Thì các bạn chỉ cần nắm được cho anh những công việc này thôi. Ngoài ra nó sẽ còn một vài những cái khác nữa, như là sửa tên cột này, hay là đánh chỉ số index. Thì anh muốn đánh chỉ số index thì sẽ đánh như thế nào? Không, khi các bạn phát triển một dự án, thì các bạn không, database nó cũng đóng vai trò quan trọng đấy. Nếu các bạn làm một hệ thống mà các bạn làm database nó ngon đấy, thì hệ thống nó chạy sẽ rất là nhanh. Code nó chỉ một phần thôi. Tất nhiên yếu tố code cũng quan trọng. Các bạn xử lý nó nhẹ nhàng thì chương trình chạy sẽ nhanh, kiểu như vậy. Đó, ở trong migration nó hỗ trợ cho chúng ta đánh chỉ số index cho một cột trong bảng nữa. Thì khi nào chúng ta sẽ đánh chỉ số index? Khi nào chúng ta đánh chỉ số index các bạn? Và những cái ưu điểm và nhược điểm của thằng index thì anh sẽ nói luôn nhé. Bởi vì những cái này khi các bạn đi phỏng vấn ấy, kiểu gì cũng sẽ bị hỏi. Đó. Thì khi các bạn muốn việc truy vấn dữ liệu trong một bảng nó nhanh hơn, tốc độ nhanh hơn, thì chúng ta sẽ đánh chỉ số index. Được chưa? Thì khi đánh chỉ số index nó sẽ có tác dụng khi mà các bạn join bảng này. Khi các bạn where cái cột đó trong bảng, ví dụ where email, where phone, thì các bạn nên đánh chỉ số index cho nó. Được chưa? Thì nhược điểm của nó là đối với những bảng mà đánh chỉ số index thì lúc insert vào nó cũng sẽ chậm. Insert chậm nhưng mà đọc thì rất nhanh. Đấy là hai cái ưu nhược điểm của nó. Ok chưa? Thì tùy vào từng hệ thống mà các bạn phân tích cho nó phù hợp để các bạn đánh chỉ số index. Ví dụ anh để là index như thế này, hoặc là anh để đánh index riêng như thế này, table index, và anh sẽ đánh index cho email là cái mà chúng ta sẽ truy vấn nhiều và chúng ta hay query, hay là phone, chúng ta tìm theo phone, tìm theo số điện thoại, là sử như vậy. Anh chạy lại. Rồi. Hôm nay xem lại bảng user này. Đó. Thì anh đã đánh index, nhìn vào đây thì các bạn sẽ chưa thấy. Ok chưa? Rồi anh sẽ đi tiếp nhé. Chúng ta sẽ đi tiếp. Ngoài ra thì ở trong migration nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rename, tức là sửa tên bảng ấy. Đó, một vài cái method khác nữa. Được chưa? Tuy nhiên thì các bạn chỉ cần nắm được cho anh những cái này trước, là
Ok rồi, được chưa? Rồi bây giờ anh sẽ nói đến khái niệm về mô đồ để chúng ta làm việc với dữ liệu trong database. Mô đồ trong Laravel. Thì các bạn biết là theo mô hình MVC thì thằng mô đồ nó sẽ đóng vai trò là làm việc với database, nó tương tác với database. Được chưa? Nó tương tác với database. Và hôm nay anh sẽ cùng các bạn đi làm việc thao tác với database trong Laravel qua mô đồ. Và khi mà các bạn thao tác với database qua mô đồ ấy, thì nó sẽ sử dụng một cái khái niệm, đó là ORM. Nó sử dụng một cái khái niệm ORM. Đây, Object Relation Model, nó là viết tắt của từ đó. Thì thằng ORM này nó cho phép chúng ta làm gì? Nó cho phép chúng ta thực hiện tất cả những câu truy vấn đến bảng. Ok chưa? Như là thêm, sửa, xóa, select dữ liệu, kiểu như vậy. Và nó sẽ tạo ra được mối quan hệ giữa các bảng với nhau. Đó, nó sẽ sinh ra mối quan hệ. Nhưng quan hệ này nó là quan hệ về mặt dữ liệu. Quan hệ về mặt dữ liệu nó đại loại như thế này, các bạn hiểu đơn giản như thế này. Ví dụ như một category thì có nhiều product. Đó, thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta cái sự liên kết giữa thằng category và nhiều cái product thuộc cái category đó. Thì đấy là cái quan hệ, nó là quan hệ. Và trong đây nó ghi cái ORM này nó viết tắt là object, có nghĩa là object chính là cái đối tượng, từng cái đối tượng mà chúng ta quản lý này. Category là một đối tượng, product là một đối tượng và nó có liên kết với nhau, thì nó chính là viết tắt, chính là chữ relation này. Ok chưa? Có một điều mà các bạn phải nhớ cho anh, đó là khi làm việc với thằng database của Laravel thì giữa model và tên bảng nó có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nó có mối quan hệ như thế nào? Thì nó có một cái quy tắc như thế này. Tên table trong database sẽ phải giống với tên model, nhưng nó sẽ ở dạng số nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì model của chúng ta khi mà thực hiện select dữ liệu nó sử dụng những cái hàm sort function của thằng từ này nhá, từ khóa này nhá các bạn. Nó sử dụng những cái sort function của thằng ORM. Nó sử dụng thằng ORM nó cung cấp cho chúng ta những cái sort function như là all, lấy ra tất cả dữ liệu. Lấy ra tất cả dữ liệu thì nó dùng thằng all. Đó, hay là first lấy ra một bản ghi trong bảng. Đó, hay là nó lấy ra cho chúng ta get, cũng là lấy ra tất cả dữ liệu. Dữ liệu. Ok chưa? Hay là create truyền vào cái data thì nó sẽ insert dữ liệu vào trong bảng hay là insert truyền vào data thì nó cũng dùng để insert dữ liệu vào bảng. Anh sẽ liệt kê ra và chúng ta sẽ đi qua. Đó, hay là chúng ta có update, nó cũng truyền vào data. Đó, hay là chúng ta có hàm save, kiểu như vậy. Đây là những cái sort function, những function mà thằng ORM nó cung cấp cho chúng ta để chúng ta thao tác nhanh hơn, kiểu như vậy. Hay là chúng ta có width, chúng ta có order by, chúng ta có where thì truy vấn dữ liệu đấy. Đó, chúng ta có group by. Đó, chúng ta có limit, kiểu như vậy. Chúng ta có hàm text chunk. Đây, chúng ta có chunk.
như thế này, đại loại như vậy. Thì đây là những cái hàm mà thằng ORM nó cung cấp cho chúng ta để chúng ta làm việc với cơ sở dữ liệu. Thì như anh nói, nó có một quy tắc, đó là tên của bảng luôn luôn giống tên module, nhưng tên bảng ở dạng số nhiều. Thì khi mà chúng ta thực hành với cái này, anh sẽ dùng cái tinker để chúng ta cùng thao tác. Tại sao anh lại nói là tên bảng dùng lại phải giống với tên table? Thì bây giờ anh sẽ chứng minh cho các bạn. Artisan tinker, các bạn chỉ cần gõ như thế này. Ví dụ anh vào đây, anh gõ là tin artisan tin. Đó. Thì ví dụ anh muốn lấy ra tất cả user thì anh chỉ cần viết như thế này. Đó. Thì dữ liệu sau khi mà anh lấy ra của thằng ORM này, tất cả nó dữ liệu kiểu dữ liệu của nó. Kiểu dữ liệu mà thằng ORM nó trả về, nó là một dạng collection nhé. Nó là collection. Ok chưa? Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây. Khi mà anh truy vấn lấy ra bảng user thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ trả về cho anh dạng collection. Ok chưa? Thì khi mà anh viết như thế này, có nghĩa là anh dùng bảng user và anh select đến bảng select vào bảng user và lấy ra tất cả user trong bảng user. Được chưa? Thì thằng Laravel nó sẽ hiểu là nó dựa vào tên module và nó sẽ sinh ra cho chúng ta một cái gọi là, ví dụ user thì nó sẽ chuyển hóa thành s như thế này để select vào trong bảng. Anh giả sử nếu anh tạo ra một cái đặt một cái table khác, nó không phải dạng số nhiều, ví dụ anh tạo ra là order make migration, anh tạo ra module là order, anh tạo ra một cái gọi là make migration như thế này, create order table. Nếu anh tạo ra không phải số nhiều nhỉ, đây anh được cái này được chưa bạn? Sau đó anh chạy migrate thì anh có bảng order, sau đó anh sẽ tạo ra một cái module, anh sẽ make một cái module là order như thế này. Đó, chúng ta có module order rồi. Lúc này anh thử dùng nó giống như user thì các bạn sẽ thấy có vấn đề. Đây, nó báo lỗi ngay. Các bạn hiểu ý của anh chưa? Bởi vì sao? Bởi vì sao? Bởi vì bảng order của chúng ta nó là số ít. Thì khi chúng ta dùng cái module này, khi chúng ta dùng module thì mặc định, ở đây nó báo class order, anh xem order module, đây nó sẽ là add module order. Đó, nó sẽ báo là không tìm thấy bảng order có s, các bạn nhìn thấy chưa? Nó sẽ luôn, nó sẽ tự động thêm cái s vào theo cái tên module, được chưa? Thì nó sẽ bị vấn đề đó. Đó, và chúng ta sửa lại thì ok này. Anh rollback lại này. Anh sửa lại đây thành có s. Đây. Anh chạy migrate này. Đó, anh chạy tinker lên. Anh lấy ra order. Tại vì đường dẫn của nó sẽ là add module order như thế này. Đó, thì các bạn sẽ thấy là nó lấy ra cho chúng ta dữ liệu trong bảng order là dạng collection và hiện tại thì đang chưa có dữ liệu gì. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi thực hành nó với bảng category. Giả sử anh thêm dữ liệu vào bảng category, những cái này chúng ta nên để là non-label.
bởi vì cái này không bắt buộc phải nhập. Đó, chúng ta nên để enable như thế này, được chưa? Anh sẽ ném nó vào các bạn khác thì các bạn sẽ giống nhau cái này. Đó, được chưa? Anh sẽ chạy mang lên lại. Rồi, ok. Ok, bây giờ anh sẽ đi tạo dữ liệu cho bạn category. Thì anh sẽ sử dụng, anh cùng các bạn dùng Tinker để thực hành nhé. Tinker. Đây. Thì chúng ta có một cái method để tạo dữ liệu, chúng ta có thể dùng create hoặc là insert. Được chưa? Anh sẽ dùng create trước. Thì đối với create, chúng ta chỉ cần truyền vào một cái data. Cái data đấy nó sẽ như thế nào? Cái data đó nó sẽ có cấu trúc key của cái data. Nó sẽ là khóa, nó sẽ là cột của bảng. Đây, ví dụ bảng category của chúng ta có ID, có name, slug. Thì anh làm như thế này. Anh sẽ là add model category create. Anh sẽ truyền vào một mảng và có key là name, ví dụ anh để là laptop. Đó, và anh có slug, nó là laptop như thế này, được chưa? Anh thêm, nó đang báo là khi mà chúng ta dùng cái create này, chúng ta dùng ORM, anh sẽ để lỗi để các bạn nhìn thấy vấn đề đã. Khi mà các bạn muốn dùng cái create của thằng ORM, các bạn sẽ phải định nghĩa cái fillable trong module fillable. Thì cái fillable này là gì? Đây, anh vào đây, anh sẽ định nghĩa một cái gọi là protected fillable, có nghĩa là nó quy định dữ liệu thêm vào nó sẽ nằm, sẽ được phép thêm vào là những cột nào. Đó, ví dụ anh để là name, anh để là slug. Đó, anh chạy lên này. Bây giờ anh thêm bảng, thêm dữ liệu vào category này. Này, thì các bạn sẽ thấy là anh thêm thành công dữ liệu category là laptop, nó sẽ trả về cho chúng ta một cái object này, được chưa các bạn? Được chưa? Các bạn vào bảng category này, các bạn sẽ thấy chúng ta vừa thêm được laptop. Đó, ok chưa? Đây, anh giả sử anh muốn thêm cái title vào. Đây, thì các bạn sẽ thấy điều gì nếu mà anh thêm title? Đây, anh sẽ thêm cả title, dữ liệu là title cho cái này. Sẽ mảng của chúng ta có thêm một khi là meta title, ví dụ anh cũng để là laptop, anh thêm vào. Thì các bạn sẽ thấy là nó không hề thêm vào cho chúng ta. Đây, các bạn thấy meta title nó vẫn thế, đúng không? Tại sao vậy? Tại vì cái việc dữ liệu được thêm vào cột nào ấy, và cột nào được phép thêm dữ liệu ấy, thì nó quy định bởi thằng fillable. Có nghĩa là nó chỉ chấp nhận thêm dữ liệu cho những cột này thôi. Chúng ta không có meta title ở đây nên chúng ta sẽ không thấy có dữ liệu được thêm vào. Bây giờ nếu mà anh thêm meta title ở đây và anh insert lại này. Đây, anh chạy lại này. Enter. Đó, các bạn thấy lúc này chúng ta đã thêm được meta title. Và ở đây chúng ta chạy lại câu truy vấn thì chúng ta cũng sẽ thấy cái danh mục laptop số 3 cũng được thêm title vào. Các bạn hiểu chưa? Các
Các bạn hiểu ý nghĩa của thằng fee label chưa? Thì vai trò thằng fee label nó sẽ tăng cái tính bảo mật khi mà các bạn thêm dữ liệu vào. Có nghĩa là dù các bạn viết câu SQL, nếu mà các bạn thêm một ORM thì các bạn có truyền bao nhiêu tham số vào trong cái mảng này thì nó cũng chỉ chấp nhận những cái key mà nó quy định ở trong module thôi, là tôi chỉ cho thêm vào những dữ liệu cho cột này thôi, thêm vào dữ liệu cho cột này thôi, những cột khác không có trong fee label sẽ không được thêm vào. Các bạn hiểu chưa? Đó, vậy thì nhiều bạn muốn là ví dụ bảng của chúng ta nó có đến 20 cột mà tất cả 20 cột đều phải cần dữ liệu thì chúng ta không thể dùng được fee label được. Bởi vì sao? Chúng ta sẽ phải đi định nghĩa lại toàn bộ 20 cột ở trong đây. Vậy có cách nào để chúng ta quy định là tôi sẽ thêm cột nào vào cũng được? Đó, thì nó sẽ có một cái khái niệm vua. Đây, fee label này thì nó sẽ có một cái vua như thế này. Đây, nó sẽ có một cái liên quan đến cái đó sẽ là vua. Hãy xem xét của các bạn fee label. Đây, và chúng ta sẽ định nghĩa cái này là được. Ví dụ thay vì ở đây như thế này thì thằng này nó ngược với thằng fee label, có nghĩa là thằng vua này, những thằng nào ở trong vua thì nó sẽ không được thêm dữ liệu vào. Đó, đây anh lấy ví dụ anh thêm được meta title này. Đó, anh quy định nó trong vua và lúc này anh sẽ thêm dữ liệu cho bảng category, anh thêm meta title vào, anh insert. Mặc dù anh đã chỉ định meta title có giá trị rồi nhưng lúc chúng ta thêm vẫn không thấy nó có, bởi vì chúng ta đã quy định ở trong thằng vua là không có meta title, tức là nó bỏ qua những thằng làm meta title. Các bạn hiểu chưa? Đó, thì ở đây chúng ta sẽ bỏ cái này đi, nghĩa là chúng ta sẽ chấp nhận tất cả các giá trị thêm vào, được chưa? Rồi, đi tiếp nhé. Đó, bây giờ ở bảng user của chúng ta có dữ liệu, category có dữ liệu rồi, chúng ta có thể thực hành với một vài cái hàm khác trong ORM. Ví dụ như chúng ta có lấy ra bản ghi đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng hàm first như thế này, anh gắn vào và phải get, biến get như thế này, thì chúng ta sẽ dùng hàm first như thế này. Đó, ok chưa? Thì biến get của chúng ta sẽ lấy ra được từ first có ID là 1. Ví dụ các bạn muốn lấy ra một bản ghi chỉ định theo ID thì các bạn dùng hàm file, file và truyền ID vào. Đó, lấy ra, lấy bản ghi trong bảng theo ID. Hôm nay chúng ta sẽ thực hành những cái này nhé. Đó, thì anh sẽ là category, thay vì first thì anh sẽ là file 3, thì anh sẽ lấy ra category bằng 3, có ID bằng 3, được chưa? Đó, ngoài ra anh muốn lấy ra bản ghi cuối cùng thì anh sẽ dùng hàm last như thế này, lấy ra một bản ghi cuối cùng thì anh sẽ dùng hàm last và first như thế này để lấy ra bản ghi cuối cùng. Đó, được chưa? Đây, anh chạy lên đây này, anh lấy ra bản ghi cuối cùng thì anh sẽ là last, last tick như thế này. Nhưng last tick nó trả về một danh sách, chúng ta muốn lấy ra bản ghi cuối cùng thì chúng ta sẽ lại first từ cái danh sách đó. Đó, thì bản ghi cuối cùng của chúng ta có ID bằng 4 giống như trong database đây. Đây, được chưa các bạn? Được chưa? Đó, anh sẽ thêm một vài danh mục khác nữa. Ví dụ như là mobile. Mobile. Thì ở đây của chúng ta sẽ là mobile. Và bên này meta của chúng ta cũng sẽ là
mobile. Đó, giả sử anh thêm vào là printer, thì ở đây của chúng ta cũng sẽ là printer, máy in. Đây cũng sẽ là printer. Đó, được chưa? Hay là anh thêm dữ liệu là desktop, tức là máy bàn ấy, PC ấy, desktop. Desktop như thế này. Đó, anh sẽ thêm vào như vậy. Có rất nhiều hàm nhé, có rất nhiều hàm để tạo ngẫu nhiên một số. Ví dụ các bạn hàm dùng hàm RAM đi của PP, đó nó sẽ tạo ra ngẫu nhiên một cái số và nó nằm trong khoảng từ 1 đến 10. Đó, được chưa? Đúng là 100, 10 cho đến 100. Đó, thì nó sinh ra hai số như thế này. Còn nếu mà từ 1 đến 100 thì có trường hợp sẽ là một số. Đó, rất rất nhiều hàm, đây là hàm của PHP thôi. Trong Laravel cũng cung cấp cho chúng ta những helper để chúng ta dùng những việc đó. Hàm để tạo ra một tập record. Sau này chúng ta sẽ học sang phần shader. Chúng ta sẽ làm việc đó. Ok chưa? Chúng ta sẽ thực hành qua những lệnh này trước. Ok, tiếp tục nhé. Thì đối với hàm on, đây, các bạn nhìn này. Đối với hàm on thì nó sẽ lấy ra tất cả bản ghi. Đó, các bạn thấy chưa? Được chưa? Đối với hàm get cũng như vậy, không khác gì on cả, cũng lấy ra hết. Ok chưa? Nhưng hàm get nó hay hơn ở chỗ là nó cho phép chúng ta lấy theo, lấy ra hết, nhưng mà lấy ra những cột nào, ví dụ anh lấy ra name, anh lấy ra ID. Đó, tức là anh sẽ lấy chỉ định và anh sẽ lấy slug. Đó, các bạn sẽ thấy là anh sẽ lấy ra như thế này. Ok chưa? Được chưa các bạn? Đó, thì đây là dùng get. Vậy chúng ta muốn select thì sao? Thì trong ORM nó cũng hỗ trợ chúng ta select luôn, liên quan đến lấy dữ liệu ấy. Thì ở trong đây nó sẽ truyền vào là danh sách các column, nó là dạng mảng như thế này. Ví dụ anh select, anh select ra ID này, anh select ra name này, anh select ra slug, anh lấy ra parent và anh get như thế này, thì chúng ta cũng sẽ lấy ra được đúng những dữ liệu mà chúng ta select. Parent ID, sorry các bạn. Đây. Đó, các bạn thấy chưa? Chúng ta lấy ra được dữ liệu như chúng ta select. Đó, và chúng ta có thể sử dụng query như thế này. SSelect hay là query. Đó, cái này là thêm cột select vào. Rồi, ok chưa? Ví dụ nhé, anh lấy ví dụ này. Ví dụ anh select ID thôi. Đó, thì anh chạy như thế này lên, anh gán nó vào một cái viền query. Anh chạy lên, thì bản thân cái query này của anh nó sẽ là một cái ORM builder. Có nghĩa là nó sẽ giúp chúng ta có thể select thêm
Nếu mà cái query này của anh mà get thì nó chỉ lấy ra ID thôi. Đó. Ok chưa? Bây giờ anh không muốn như vậy. Anh muốn là anh muốn lấy ra name thì anh sẽ select thay vì anh sửa trên đây. Thay vì sửa trên đây thì anh sẽ add select như thế này. Ví dụ anh add thêm name. Đó, sau đó thì anh get thì lúc này anh sẽ lấy ra được ID và name. Đó. Các bạn hiểu cái hàm add select chưa? Có nghĩa là khi các bạn chạy từ trên và xuống, các bạn query ở trên rồi, sau đó các bạn xuống dưới, các bạn muốn thêm cột thì các bạn sẽ xử lý là lấy thêm cột như vậy. Được chưa? Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng where. Đây, thì chúng ta có thể sử dụng where như thế này. Ví dụ anh lấy ra những thằng có ID lớn hơn 2. Đó, anh ghét thì các bạn sẽ thấy nó lấy chính xác cho chúng ta ID từ 3 trở đi. Ok chưa các bạn? Đó, bây giờ anh thêm danh mục con nhé. Ví dụ anh thêm danh mục con cho mobile. Anh sẽ select insert như thế này. Đây, anh sẽ create này. Ví dụ như là Samsung. Đó, thì đây của anh sẽ là Samsung. Thì đây của anh sẽ là Samsung. Oh, sorry các bạn. Anh đã tạo ra một thư mục Samsung, nhưng mà anh muốn nó nằm ở trong thư mục mobile, tức là nó là con của thằng mobile. Bây giờ anh phải làm như thế nào các bạn? Thằng mobile có ID bằng 5. Anh muốn thằng Samsung là con của mobile thì anh phải làm như thế nào? Anh đã tạo ra cái Samsung rồi. Đây, anh đã tạo mất cái Samsung rồi. Samsung có ID bằng 8. Đó. Thì lúc này anh muốn là cập nhật cái parent ID này, tức là cha của thằng Samsung này nó sẽ là 5. Thì anh sẽ update như thế này. Có rất nhiều cách. Chúng ta sẽ update như thế này. Anh truyền parent ID bằng 5. Đó, lúc này chúng ta xem lại thằng 8 thì chúng ta thấy parent ID đã thay đổi. Các bạn hiểu chứ? Các bạn vẫn đang hiểu anh nói gì chứ? Lớp mình có hiểu không? Hai là gì đấy? Rồi, ok, anh đi tiếp nhé. Có thể là nó sẽ hơi đơn giản một chút, nhưng mà anh vẫn cứ nói chi tiết như vậy vì sợ là một số bạn mới học Laravel thì sẽ phải hiểu bản chất. Rồi, ok. Đó, thì anh vừa giới thiệu thêm cái update. Ngoài ra thì chúng ta có thể update theo một cách khác. Ví dụ anh lấy ra cái thằng số 8, anh gán vào biến get up như thế này. Và anh sẽ lấy ra thằng số 8 model. Anh file thằng số 8 ra. Đó, anh lấy ra được thằng số 8 rồi. Nếu mà chúng ta không muốn dùng update thì chúng ta sẽ dùng theo kiểu object như thế này. Từ thằng get anh sẽ trỏ đến thằng meta description như là sử như vậy. Vì cái này của chúng ta nó là một đối tượng, nên là chúng ta sẽ trỏ đến meta description bằng cái cú pháp theo hướng đối tượng như thế này. Đó, và anh gán nó bằng ví dụ như là điện thoại Samsung. Rồi, sau đó anh sẽ nhấn save, chính là hàm save mà anh vừa giới thiệu cho bạn. Đây, thì lúc này cái bảng ghi số 8 này được cập nhật dữ liệu meta description.
Đó, ok chưa? Các bạn có thêm lựa chọn. Được chưa? Bây giờ anh giả sử anh muốn lấy ra tất cả những danh mục mà có danh mục con. Anh thêm một danh mục con cho thằng điện thoại đã. Ví dụ ở đây anh để là Samsung, rồi thì chúng ta sẽ có Apple. Apple, Meta là Apple. Và anh sẽ có, anh có cái gì? Anh sẽ có là Parent ID sẽ bằng cái gì? Parent ID sẽ bằng 5. Đó, được chưa? Cái này là update lên database luôn đấy em. Bây giờ chúng ta vào database chúng ta xem này. Chúng ta đang thực hiện thay vì các bạn dùng trình duyệt web đúng không? Các bạn viết controller, các bạn update. Thì anh dùng cái tinker này để chúng ta thực hành nó dễ. Chúng ta đỡ phải mất thời gian. Có hiểu ý anh không? Đây, dữ liệu vào hết database rồi này. Có update lên database không? Có nhá. Dùng cái tinker nó tiện hơn rất là nhiều và các bạn có thể kiểm tra dữ liệu trước khi chúng ta viết bằng cách dùng như thế này. Đó. Tiếp tục này. Bây giờ anh muốn lấy ra những danh mục có danh mục con thì anh sẽ làm như thế này. Anh sẽ viết như thế này: app model. Tức là đúng theo đường dẫn của namespace đấy. Category. Anh where với điều kiện là parent ID khác không, đúng không? Thì chắc chắn là nó sẽ là danh mục con. Thì đây là anh lấy ra tất cả những danh mục con, những danh mục là danh mục con. Nhưng anh đang muốn lấy là điều kiện của anh là gì các bạn? Lấy ra những danh mục có danh mục con thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ làm như thế nào các bạn? Thì ở trong thằng Laravel nó hỗ trợ chúng ta một cái where route như thế này. Đây. Vẫn dùng ORM nhé. Đây. Nó sẽ cái này. Và nó cho phép chúng ta tùy biến cái câu lệnh. Đây vẫn là thằng Query Builder. Nhưng mà nó dùng được cho cả ORM. Thì chúng ta sẽ có thằng này. Anh nói về cái này trước. Đặt bài toán lên thôi. Đây. Lấy ra những danh mục có danh mục con. Đó, được chưa? Thì chúng ta sẽ dùng từ where route và anh sẽ xử lý nó như thế này. Đây. Thì anh sẽ viết nó như thế này, đơn giản như thế này. Where out đây. Thì lúc này chúng ta sẽ là where out route cái gì? Parent ID select cái gì các bạn? Thì có phải là anh đi lấy ra tất cả dữ liệu của bảng đúng không?
và anh sẽ đếm xem là những thằng nào mà có cái parent ID bằng với cái ID của cái bảng category thì anh sẽ lấy ra select cao như thế này sao from category đúng không? Anh đếm lại cái bảng category này where cái gì category ID where ID bằng với parent ID. Các bạn có hiểu ý anh không? Đó. Và tất cả các thằng này anh sẽ để cho nó là lớn hơn không. Anh xem thằng Vera hỗ trợ chúng ta. Đó. Đây. Thì nó đang báo là lỗi. Select sao con. Rồi các bạn chỗ này sẽ phải là chỗ này là brand EQ rồi đúng rồi đúng không? Nếu mà so này bản ghi với bản ghi thì sẽ không ra được dữ liệu. Lúc này anh sẽ phải dùng một cái khái niệm đó là width như thế này. Đúng rồi đúng không? Anh bị nhầm. Bởi vì sao? Nó chạy lần lượt từng bản ghi từ trên và xuống như thế này. Thì parent ID sẽ không thể bằng ID được như thế này. Anh đang tư duy chỗ này nó bị nhầm một chút không đúng đó, mà chúng ta sẽ phải tạo ra một cái liên kết relation. Thì cái đầu tiên mà anh muốn nói ở đây anh sẽ vào trong category và anh sẽ tạo ra một cái relation, anh sẽ giải thích sau nhé, tại vì anh đưa ra bài toán trước rồi. Function ví dụ anh để là children đó, lấy ra những thằng con. Thì một thằng cha thì sẽ có nhiều thằng con, thì trong trong Laravel nó hỗ trợ cho chúng ta cái relation như thế này, relation cho quan hệ một nhiều, thì nó dùng has many được chưa, còn cho quan hệ nhiều một thì nó dùng belong to. Đó, cho quan hệ nhiều nhiều thì nó dùng belong to many. Đó, anh tạm thời giới thiệu như vậy. Được chưa? Thì chúng ta đặt vấn đề ở đây, một danh mục thì có nhiều thằng con. Có nhiều thằng con. Được chưa? Thì anh sẽ để là this cho đến has many như thế này, nó lại gọi vào chính category được chưa, nhưng nó sẽ đi so sánh ID và parent ID. Anh thử trước đã nhé, sau đó thì chúng ta sẽ dùng bài toán kia. Đó, trên cùng một bảng thì anh sẽ xử lý như thế này. Bây giờ anh chạy lên này. Thì chúng ta đang có thằng danh mục có ID bằng 5 là sẽ có con đúng không? Đây. Thì anh sẽ thử này. Anh sẽ có category bằng app cho đến model cho đến category model, anh sẽ tìm những thằng có ID bằng 5 đó, và từ thằng ID bằng 5 này nó là một object, category này nó là một object, object này được tạo ra nhé, object này được tạo ra từ class category nên chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được những cái phương thức public ở trong cái class category được chưa, thì chúng ta gọi đến try xem có vấn đề gì hay không. Đó, không có, nó phải có mới đúng. Thì chúng ta ở đây relation đây là đang chưa được parent ID. Chỗ này anh thử xem nào,
Hai bảng bình thường thì không nói, nhưng đây là trên một bảng. Đây rồi. Ok, chúng ta xét lại cái này là được. Nó sẽ hiểu ID kiểm tra với thằng này. Ok chưa? Các bạn nhìn thấy này. Đây. Đó. Chỗ này các bạn có hiểu không? Thì lúc này chúng ta sẽ xử lý nó trên một bảng như thế này. Được chưa? Bây giờ quay lại trở lại bài toán của chúng ta nhé. Chúng ta muốn lấy ra tất cả những bảng, tất cả những category mà có danh mục con, và những thằng khác thì chúng ta sẽ không lấy ra. Đây. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái khái niệm, một cái hàm gọi là quỹ. Anh sẽ lôi hết tất cả những hàm mà chúng ta sẽ dùng ra đây. Width thì nó sẽ dùng để làm gì? Thằng width này nó sẽ lấy ra những cái relation của cái bảng ghi đó khi chúng ta dùng width nhé. Ví dụ anh lấy ví dụ như thế này, anh select những thằng bằng 5, where id bằng 5 nhé. Đó, anh get này. Nếu bạn thấy anh lấy ra được một bảng ghi như thế này thôi. Nhưng nếu mà anh dùng width như thế này, try, nó viết rất là tưởng mình, try run, anh viết try run bị sai được không? Đúng không? Anh sẽ chạy lại. Đây. Nếu mà anh viết như thế này thì các bạn sẽ thấy đối tượng lấy ra nó sẽ khác. Đây, cách viết là đầu tiên này, chúng ta chỉ where và get. Bây giờ chúng ta where with rồi mới get. À, anh chưa lưu. Đó, anh sẽ lưu nó lại. Đó, thì các bạn thấy sao? Anh vẫn lấy ra danh mục bằng 5, nhưng nó sẽ đồng thời nó attach, nó thêm cho chúng ta thằng con của thằng 5 này luôn. Các bạn hiểu thằng quýt chưa? Ý nghĩa của thằng quýt là như vậy. Ý nghĩa của thằng quýt này là như vậy. Đó. Và khi mà chúng ta lấy tất cả danh mục, chúng ta hoàn toàn có thể dùng quýt như vậy. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là mỗi danh mục này, các bạn lấy ra, nó sẽ chỉ có tên danh, à, cái đối tượng danh mục cụ thể thôi. Nhưng nếu các bạn quýt thì nó sẽ lấy ra luôn. Anh sẽ quýt với category. À sorry, quýt với children. Ok. Thì nó sẽ lấy ra, các bạn nhìn thấy chưa? Thằng nào mà có con thì nó sẽ lấy ra luôn. Ví dụ thằng này không có children thì rộng. Được chưa? Thằng này không có rộng, thằng 3 không có rộng, thằng 5. Đây, các bạn thấy chưa? Đó. Được chưa các bạn? Được chưa? Bây giờ anh muốn lấy ra những thằng thì sau này các bạn dùng nhé. Đây, bây giờ chúng ta, bài toán là chúng ta lấy ra những thằng có con thì chúng ta sẽ dùng một cái lệnh là hash. Này. Anh không nhớ chính xác là hash hay là where hash. Anh sẽ demo cho các bạn. Đây. Ví dụ anh muốn lấy ra những thằng có danh mục con, và những thằng không có con thì anh sẽ bỏ, thì anh sẽ là hash children. Rồi anh mới get. Đó. Các bạn thấy chưa? Thấy nhàn không? Cực kỳ đơn giản đúng không? Thì là anh sẽ lấy ra được tất cả những thằng has, có nghĩa là có con, có children, thì anh sẽ lấy ra. Ok chưa? Lớp mình hiểu chưa? Các bạn hiểu chưa? Đó. Vậy bây giờ bài toán lại đặt ra tiếp, đó là anh muốn lấy ra những thằng có con. Đó, vẫn bài toán này.
Và thêm một cái điều kiện nữa đó là tức là lấy ra những danh mục có danh mục con và những danh mục con đó và những thằng danh mục con ấy. Đâu nhỉ? Đây, Samsung, Apple và thằng danh mục con là Apple, có nghĩa là anh không lấy hết con mà anh sẽ lấy là những thằng danh mục con và Apple, có nghĩa là và danh mục con là Apple. Và những danh mục con là Apple. Đó, thì chúng ta sẽ lấy như thế nào? Các bạn thấy là nếu mà anh lấy như hiện tại này thì anh sẽ lấy ra hết danh mục những thằng có danh mục con, có đúng không? Đây, nếu mà anh quit này. Try này, thì có phải là anh lấy ra tất cả những danh mục có con và xem luôn con của nó đây. Anh lấy ra thằng 5 có con và nó có 2 con. Nhưng bây giờ điều kiện nữa là anh lấy ra thằng 5 rồi nhưng anh chỉ lấy ra thằng Apple trong thằng 5 thôi. Đó, thì anh sẽ có điều kiện này. Đó, đây, được chưa? Thì anh chạy nó lên này. Thì lúc này chúng ta sẽ có một cái khái niệm đó là where has, tức là điều kiện where has như thế này. Đó, được chưa? Được chưa các bạn? Hoặc là chúng ta sẽ có một cách with where, tức là chúng ta dùng with và có where như thế này, thì anh sẽ dùng with where cho các bạn xem. Đây. Anh vẫn lấy ra những thằng danh mục con nhưng anh chỉ lấy ra những thằng con là bao nhiêu, thì lúc này anh sẽ viết theo dạng nó lại là một cái function bên trong đối số truyền vào là một cái query. Đó, được chưa? Và trong query này anh sẽ đi thực hiện where cái gì, anh sẽ where ID là 9, tức là lấy ra thằng Apple. Các bạn thấy chưa? Thì anh sẽ lấy ra được cái thằng ID là 9 như thế này. Chỗ này các bạn hiểu chứ? Được chưa? Hoặc là các bạn có thể dùng where has như thế này cũng được. Có nghĩa là anh sẽ lấy ra những thằng con nhưng mà với điều kiện with này, title attribute và điều kiện where has của nó sẽ là gì, sẽ phải có attribute function viết phức tạp hơn một chút, cũng có query và query không khác gì cái query lúc nãy của anh. Có nghĩa là query cho đến where lấy ra ai như bằng 9 thôi, còn những thằng khác bỏ qua. Anh đang bị lỗi biến query rồi, bởi vì anh viết query nó bị thiếu chữ quy. Đó, đang không được where has, bỏ quy đi. Đó, thì lúc này như thế này sẽ hơi khó bởi vì chúng ta muốn attach vào thì bắt buộc phải dùng with. Đây, có hai cách dùng. Đó, thằng where has này là tìm ra những thằng children, tức là kiểm tra điều kiện là lấy ra thằng cha nhưng điều kiện là thằng con phải thỏa mãn cái này. Các bạn hiểu không? Tức là anh lấy ra danh sách tất cả danh mục có thằng con bằng 9 thì anh dùng where has. Còn cái has, giải thích lại nhé, còn cái has là lấy ra tất cả danh mục có con, không quan tâm nó bằng bao nhiêu cả.
Được chưa? Còn whereas là lấy ra tất cả danh mục có thằng con bằng 9 cụ thể ở đây. Được chưa? Còn with, with là lấy ra tất cả danh mục và attach thêm, tức là đính kèm thêm thằng con, và muốn lấy ra những thằng con cụ thể theo điều kiện nào đó thì chúng ta lại where trong with. Các bạn hiểu chưa? Ví dụ ở đây nếu mà anh để bằng 10 này hay là 20 thì chúng ta sẽ không có dữ liệu trả về. Đó. Các bạn hiểu ba thằng này chưa? Thì nắm được ba thằng này các bạn sẽ ứng dụng được khá nhiều việc. Các mình có hiểu không? Tiếp nhé. Bây giờ anh sẽ nói về cái hàm, anh sẽ nói về hàm insert. Nghĩ ra một vài cây nữa để nói, ví dụ như là anh sẽ thêm sản phẩm đi. Thì đối với sản phẩm anh cũng sẽ đặt mua ở đây luôn. Đó là chúng ta có thể insert được hết vào. Chúng ta xem cấu trúc của product nhé. Đó, chúng ta có image đây, price, name, slug các thứ. Được chưa? Rồi, anh sẽ thêm. Thì đối với thằng insert, anh sẽ dùng insert để anh thêm vào này. Model product. Các bạn xem nó khác cái gì nhé. Anh sẽ insert cũng là mảng name. Anh sẽ để là iPhone 6. Nó thuộc danh mục là category Apple đúng không? Chúng ta sẽ có ID là 9 và chúng ta sẽ có slug là iPhone 6 như thế này. Anh insert vào, nó báo là category không có. Ô, chúng ta bị miss mất một category à? Đúng rồi các bạn ạ. Có phải chúng ta bị miss không? Thì không phải, có đúng không? Chúng ta không hề miss vì giữa category và product nó quan hệ nhiều nên chúng ta đang sử dụng bảng product category. Đây. Và chúng ta đang chưa tạo bảng đó. Đúng rồi, chưa tạo bảng đó, chứ cũng chưa có cả relation. Thì chúng ta tạm thời khi insert product vào lại. Đây, chúng ta sẽ insert product không có category. Đây, được chưa? Nó báo gì đấy, image không được bỏ trống. Rồi, thêm một cái ảnh cho nó. Image sẽ là noimage.jpg. Rồi, đó, sự khác nhau đầu tiên đó là hàm insert nó sẽ không trả về cái đối tượng mà chúng ta vừa insert thành công. Nó chỉ trả về kết quả true false thôi. Ok chưa? Chúng ta select vào bảng product chúng ta sẽ thấy dữ liệu mà chúng ta vừa insert vào. Đó. Ok chưa? Cái điểm thứ hai đó là insert chúng ta có thể insert nhiều cùng một lúc. Đây, ví dụ anh insert product thứ nhất thì lúc này anh sẽ có mảng nhiều chiều. Đây, anh có thêm một cái mảng nữa, các mảng cách nhau bởi một phẩy như thế này. Đó, thì anh lại có các thông tin như thế này. Now invoice made iPhone 7. Đó, các bạn thấy chưa? Anh thêm được cái iPhone 6 tiếp theo và iPhone 7 đây. Được chưa? Anh sẽ update cho cái thằng iPhone số 2 kia thành iPhone 8 cho được chụp update. Anh update tên thôi. Name sẽ là iPhone 8.
select, sẽ là iPhone 8. Đó, được chưa? À, product của chúng ta lại nó đang báo finable. Đây, anh chưa có. Và khi chúng ta dùng insert thì nó cũng không cần care có định nghĩa finable hay không. Nhưng mà dùng create và update thì sẽ báo các bạn nhé. Nhớ nhá. Anh để là vua rồi thì chúng ta làm thoải mái. Đó. Ok chưa? Select lại này. Thì số 2 đã được update. Đây. Được chưa các bạn? Được rồi đúng không? Một điểm nữa đó là khi các bạn dùng insert thì cái trường create từ ất với update từ ất nó sẽ không thêm dữ liệu vào. Đó. Được chưa? Còn khi các bạn dùng create thì nó sẽ thêm dữ liệu vào tập update từ ất và create từ ất như thế này. Đấy là sự khác nhau nhé. Ví dụ ở đây anh để là iPhone 9 có rồi đúng không? Và anh truyền đây là create thì nó sẽ khác, nó trả về cho chúng ta đối tượng và nó cũng đồng thời nó tự động thêm cái update từ ất và create từ ất như thế này. Đó, các bạn thấy chưa? Đó là sự khác nhau nhé. Thì tùy vào từng cái bài toán mà các bạn cần, tùy vào trường hợp các bạn cần mà các bạn dùng cho nó phù hợp. Được chưa các bạn? Đây. Các bạn hiểu chỗ này chứ? Rồi, ok, tiếp nhá. Đó là một điểm các bạn lưu ý cho anh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Chúng ta sẽ tạo quan hệ dữ liệu giữa thằng category và product. Thì một category thì có nhiều product, một product thuộc nhiều category thì quan hệ của nó sẽ là nhiều nhiều. Thì từ category anh sẽ định nghĩa ra nhiều product như thế này. Đó. Và ở đây chúng ta sẽ dùng cái relation là group trở đến belong to many thế này. Được chưa các bạn? Và anh sẽ gọi đến product class. Được chưa? Và sang bên product thì chúng ta cũng có thể lấy ra được nhiều category. Khi lấy từ product thì chúng ta sẽ viết như thế này: category số nhiều. Đó, và chúng ta cũng sẽ có quan hệ là list trở đến belong to many. Đó, và nó sẽ là category class như thế này. Được chưa? Ok chưa các bạn? Còn bảng trung gian thì sao? Bảng trung gian chúng ta sẽ không có mô đồ. Nếu class ở namespace khác thì các bạn sẽ yêu nó vào, yêu class đó vào là được. Ok chưa? Các bạn dùng cùng namespace thì không vấn đề gì. Đó. Rồi bây giờ anh chạy lên này. Làm sao để anh có thể thêm một sản phẩm vào một danh mục thì anh sẽ thêm như thế này. Ví dụ anh lấy ra sản phẩm thứ nhất, product này, bằng add model product file. Anh lấy ra sản phẩm thứ nhất là iPhone 6 và anh sẽ trở đến category như thế này. Có nghĩa là anh đang lấy ra nhiều nhưng hiện tại đang không có category nào.
thì anh sẽ click như thế này. Đó là category ID nó thuộc. À, chúng ta đang chưa có bảng không gian nhỉ? Chúng ta sẽ phải tạo bảng không gian đã. Sau đây các bạn, không là lỗi lắm. Anh sẽ tạo ra một cái migration, make migration create product category table. Đó. Model nó sẽ không dùng cho những cái đối tượng dạng trung gian nó, bởi vì sao? Trong khái niệm về thực thể trong database ấy, thực thể ở trong cơ sở dữ liệu ấy, chắc là các bạn không nhớ nữa. Thực thể nó chỉ dành cho một đối tượng cụ thể mà có các thông tin chính về đối tượng đó, ví dụ product thì nó sẽ có primary key thì nó là một thực thể. Còn đối với product category nó không phải là một thực thể, nó chỉ là cái thằng trung gian để mà nó kết nối hai thực thể lại thôi. Đúng rồi, chính xác đấy, đấy là chuẩn hóa đấy. Chúng ta tạo ra bảng category. Thực ra các bạn tạo model nó vẫn hoạt động thôi, không vấn đề gì cả, nhưng mà nó không chuẩn. Và nếu mà ông nào ở công ty mà ông lead nào ông cứng về kỹ thuật ấy, ông hiểu bản chất ấy, thì chắc là ông sẽ đi comment vấn đề này nếu mà các bạn cố tình tạo model cho nó. Thì trong bảng trung gian sẽ không bao giờ có ID, nhớ là như vậy. Và ID của nó sẽ là ID từ hai bảng bên ngoài, hai bảng mà nó liên kết. Đây, table anh sẽ để là integer, ví dụ là product ID. Đó, khóa chính của bảng kia. Và category ID. Và hai cái này anh sẽ đánh chỉ số index cho nó vì chúng ta sẽ query nhiều. Thì anh sẽ để index. Thì chúng ta sẽ có thể đánh gộp index như thế này. Gộp index hai thằng lại. Đó, thì chúng ta dùng query với hai thằng nhiều. Chúng ta sẽ gộp như thế này. Bây giờ anh chạy migrate lên. Rồi, ok. Lúc này anh quay trở lại Tinker. Chúng ta sẽ tìm đến product là 1 và chúng ta sẽ assign cho nó insert. Anh sẽ insert vào cafe. Anh sẽ create đi. Create thì nó sẽ bị có vấn đề đấy. Anh chạy thử để các bạn xem. Category ID anh để 19. Đó, nó báo category ID không tìm thấy ở trong bảng category này. Đó, kiểu như thế này. Được chưa? Đó, nó sẽ bị lỗi như thế này. Thì đây là một cái vấn đề anh sẽ xử lý lại. Anh sẽ tìm đến thằng belong to many. Rồi, ok, anh có belong to many thì anh muốn xử lý thì nó sẽ có một cái anh thay đây thành insert này. Category not found, đúng rồi, thì chúng ta đang từ product chúng ta liên kết đến thằng category. Đây. Đó. Thì nó sẽ attach ở đây. Khái niệm quên mất rồi, bị dùng quá. Anh sẽ lấy cái thằng, anh sẽ xin nó vào như thế này.
Đây, giống như thằng Ru này. Anh sẽ xin nó vào. Xin. Nó báo là không tìm thấy bảng category product. Chúng ta đang đặt tên sai cái cú pháp đặt tên của thằng Laravel nên nó sẽ báo lỗi các bạn nhé. Đây này, đó, anh sẽ đặt lại. Đây. Đó, cái này theo chuẩn của Laravel đó. Theo thứ tự, à khi hai bảng trung gian với nhau ấy, thì thứ tự tên bảng nó sẽ là theo thứ tự alphabet, tức là bảng theo thứ tự alphabet thì từ category sẽ đứng trước, kiểu như vậy. Đó. Không để ý cái là lỗi ngay. Đó, anh chạy migrate lại. Cái phần relation thì ok rồi. Đây, bây giờ chúng ta thử này. Anh lấy ra product này là 1 và anh sẽ assign product có ID là 9 ra. Đó, các bạn thấy chưa? Thì lúc này anh vào đây, anh select vào bảng category product. Đó, các bạn thấy chưa? Thì anh sẽ lấy ra được dữ liệu. Anh sẽ lấy được kết quả thằng product đã được assign vào thằng 9. Được chưa các bạn? Ví dụ anh lấy product số 2, số 3 đây. Đó, iPhone 7. Anh sẽ assign cũng vào thằng 9. À, vào thằng 5. Vì nó là mobile này. Và 9 nữa. Tức là assign một lúc vào cả hai thằng. Thì các bạn sẽ thấy là à đúng này, cái sản phẩm có ID bằng 3 nó đang thuộc mobile và đang thuộc Apple. Các bạn hiểu chưa? Bây giờ anh thử xem có đúng là như vậy không. Thì anh làm như thế này. Anh xem sản phẩm có ID bằng 3, xem nó có đang thuộc những danh mục nào, thì anh chỉ cần như thế này là được. Chạy như thế này đây. Đó, thì các bạn thấy là ID bằng 3 đang thuộc thằng mobile và thuộc Apple, tức là thuộc nhiều danh mục đấy. Đúng rồi, cái hàm sin này là hàm của thằng ORM nó hỗ trợ chúng ta nhé. Đó, có nghĩa là nó lấy được ID từ thằng product, còn đây là danh sách ID category nó insert vào, nó rất là ngắn gọn. Được chưa? Bây giờ anh lấy ra thằng category là 5. Model category file 5. Đó, anh xem là thằng này đang có những sản phẩm nào. Thì thằng 5 chắc chắn là đang có sản phẩm. Đó, là iPhone 7. Các bạn hiểu chưa? Đó. Anh khuyến khích các bạn mới học về phần database này, các bạn nên dùng tin cơ để đỡ mất thời gian. Đó, và anh giả sử là anh muốn gán thằng 7 này, thằng product 7 này vào mobile nữa, thì anh làm ý, giống như lúc trước thôi. Đó. Thì anh xin nó vào, nhưng mà vào mobile. Product category. À thằng iPhone 7 chứ, nó có ID là 3. Đó. Thì anh sẽ gán nó vào như thế này. Đó, được chưa? Thì lúc này thằng product này nó sẽ thuộc hai category như thế này. Thuộc thằng 5 và nó phải thuộc thằng 9 nữa chứ. Xem nào. À thằng 3 thì thuộc thằng 5 thôi. Đây, anh xử lý lại. 9.
đó, 3 thuộc cả 9 nữa, thì chúng ta sẽ select lại product đó. Và anh cho bạn thấy là nó đang thuộc cả hai thằng như thế này, được chưa? Rất mình hiểu chưa? Thì đây là quan hệ giữa thằng category và product. Bây giờ anh sẽ nói giữa product và image. Một sản phẩm có nhiều ảnh, và một ảnh chỉ thuộc một sản phẩm. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thế như anh nói, quan hệ một nhiều thì chúng ta sẽ dùng belong to và has many. Đây, một sản phẩm thì có nhiều ảnh, thì đứng từ sản phẩm này anh sẽ có nhiều ảnh đúng không, thì sẽ là image số nhiều đó, được chưa? Anh sẽ return cái gì? Chúng ta sẽ return has many đó, và chúng ta sẽ có là product image class, được chưa các bạn? Product image class. Được chưa? Còn từ ảnh sản phẩm, chúng ta chỉ lấy thuộc một product đúng không? Thì chúng ta sẽ, từ một ảnh chúng ta sẽ suy ra được là cái ảnh đó thuộc product nào. Thì chúng ta sẽ return như thế này. Zip cho đến belong to đó, ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta thử nhé. Mỗi lần chúng ta viết lại code ấy, thì các bạn lại phải bật lại Tinker để nó nhận được cái code mới mà chúng ta vừa viết. Ví dụ anh có product là 3, chúng ta xem nó có cái ảnh nào hay không. Chưa có đúng không? Chúng ta sẽ thêm vào cho nó như thế này. Thì ở trong product image này anh sẽ dùng vua. Đó, được chưa? Anh lại phải tắt lại. Đây, thì từ thằng product này anh hoàn toàn có thể tạo ra được một cái ảnh với name như thế này. Product 3.1.jpg name fillable trong product image anh làm rồi mình nhỉ? À đây anh chưa lưu đó, chạy lại rồi sản phẩm bằng 3 này, thêm ảnh này thì anh sẽ thêm như thế này. Đây, anh sẽ thêm đúng cái câu lệnh mà chúng ta vừa bị lỗi đây, không khác gì cả. Đó, thì nó tạo ra cho chúng ta một cái ảnh cho sản phẩm số 3, ảnh số nhất, thứ nhất, đó, .jpg, ảnh số 2, ảnh số 3, số 4, số 5. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái product số 3 này có bao nhiêu ảnh. Thì các bạn nhìn này,
Đó, nó sẽ có 5 cái ảnh chúng ta vừa thêm vào. Được chưa? Đó. Và đồng thời, từ một cái ảnh thì chúng ta cũng sẽ có thể suy ra được là ảnh đó đang thuộc sản phẩm nào. Ví dụ, ví dụ ở đây anh có product image, anh sẽ để là product image như thế này. Anh tìm ra cái ảnh số nhất đó, và từ cái product image này anh hoàn toàn có thể xác định được nó thuộc sản phẩm này. Đó, thì đấy chính là cái mối quan hệ dữ liệu giữa các bảng với nhau, nó gọi là object relation mà. Thì mỗi cái thằng này nó là một cái object, mỗi cái đối tượng mà chúng ta truy vấn ra là một object, và nó có mối quan hệ với những object khác thuộc bảng khác, thì nó gọi là object relation model đấy, ORM. Ok chưa? Thì đó là những cái hàm cơ bản của thằng ORM mà anh giới thiệu với các bạn. Tất nhiên là vẫn chưa hết. Đó, chúng ta còn một vài cái nữa chúng ta hay dùng, ví dụ where thì không nói rồi. Đó, order by, group by thì sao? Having nữa. Đó, rồi limit, thách. Đối với thằng thách anh sẽ nói trước. Ví dụ anh muốn lấy ra 3 cái ảnh trong bảng image thì anh dùng thách như thế này. Đó, thì có nghĩa là thằng này nó sẽ lấy ra 3 cái nhưng mà nó không trả về dữ liệu ngay, nó vẫn phải đi qua thằng get. Ok chưa? Lấy ra 3 cái thì nó tương đương với thằng này, anh chỉ lấy ra 3 cái thôi. Đó, và muốn lấy ra 3 cái đó thì anh sẽ phải get. Ok chưa? Limit và thách những thằng giống nhau thì anh sẽ giới thiệu cùng lúc luôn. Đó, ví dụ anh muốn lấy ra danh sách ảnh có ID tăng dần. Ví dụ các bạn get như thế này này, ID mặc định sẽ tăng dần khi chúng ta truy vấn. Bây giờ anh muốn lấy ra danh sách ảnh có ID giảm dần, anh sẽ là order by ID, và cái key giảm dần trong MySQL nó là DESC. Đó, anh get. Đó, ok chưa? ID đã giảm dần. Được chưa các bạn? Được chưa? Tiếp tục, chúng ta muốn lấy ra những sản bây giờ có một bài toán lấy ra những sản phẩm mà có ảnh, lại dễ rồi đúng không? Lấy ra những sản phẩm có ảnh, chúng ta lấy như thế nào? Get rồi order by được, nhưng mà lúc đấy không phải là truy vấn dữ liệu nữa. Các bạn nhớ cho anh nhé. Các bạn get được cái này rồi, anh dán vào một biến gọi là image. Tức là các bạn get xong rồi này, sau đó các bạn mới đi order by, thì lúc này không phải là truy vấn câu query nữa, mà lúc này là collection PP để xử lý thôi. Ví dụ thì nó sẽ không dùng order by, nó phải dùng sort by. Ví dụ DESC cột ID như thế này đó, hay là nó sort by ASC thì nó mặc định là sort by ID thì ID sẽ tăng dần. Nhưng lúc này các bạn thấy là nó sẽ không làm với database nữa, mà các bạn đang xử lý chính dữ liệu mà các bạn vừa query ra được. Đó, được chưa? Đây, câu hỏi tiếp theo là anh muốn lấy ra những sản phẩm có ảnh thì chúng ta lại dùng head đúng không? Nó dễ như vậy đấy. Thứ có ảnh thì anh mới lấy ra. Có lỗi gì đấy? Những sản phẩm có ảnh, sorry, phải là product có ảnh. Đó, thằng nào không có ảnh bỏ qua. Đó, thì chỉ thằng 7 có ảnh thôi, thì chúng ta mới thêm dữ liệu cho thằng 7.
Đúng rồi đấy, kiểu kiểu như vậy. Rồi, ok. Thì dành một vài phút hỏi đáp đi. Các bạn có cần hỏi gì không? Với bài này thì anh sẽ không đi tiếp nữa. Thì đây là danh sách những hàm mà anh giới thiệu. Thì các bạn dùng dùng nó thì có thằng trăm này, anh sẽ nói một chút về thằng trăm. Thằng trăm là một thằng rất là hay. Anh giả sử nhé, anh giả sử nếu mà anh lấy dữ liệu của một bảng ra mà trong trường hợp nào đó chúng ta lấy ra mà không phân trang được thì các bạn lấy ôn, phải lấy ôn ra như thế này. Và các bạn đi for để xử lý. Kiểu như là download file CSV chẳng hạn, export file thì chúng ta sẽ không thể phân trang được. Đúng không? Thì chúng ta sẽ phải lấy ôn ra như thế này. Nhưng giả sử nếu cái bảng product của chúng ta có 1 triệu bản ghi thì chúng ta ôn một phát như thế này thì chắc chắn là chết chương trình này, lỗi ngay, chương trình bị chết ngay, tai ngay. Thì chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ phải dùng thằng trăm đó. Thằng trăm là nó cho phép chúng ta là mỗi lần lấy ra bao nhiêu bản ghi thôi, như thế này, mỗi lần lấy ra một bản ghi function, và nó là một hàm callback function. Có nghĩa là anh cứ chạy cho đến khi hết bảng thì thôi, anh lấy ra được cái data như thế này đó, và anh đăng nó ra. Ví dụ anh đăng cái người ra, có nghĩa là anh cứ chạy mỗi lần lấy ra một bản ghi cho đến hết bảng. Thì mỗi lần lấy ra một thì chắc chắn nó sẽ nhanh hơn là chúng ta lấy ra một lúc tất cả đó, các bạn thấy chưa? Thì anh lần lượt lấy ra từng thằng một qua cái đăng kia. Có thể là anh sẽ tu array ở đây để các bạn có thể nhìn rõ ràng hơn. Mỗi lần lấy ra được một bảng đi, anh sẽ chuyển lên từng mảng, các bạn nhìn này. Tu array, các bạn nhìn nó rõ ràng hơn đó. 4 3 2 1 kiểu như vậy, được chưa? Thì thằng trăm này nó giúp cho chúng ta tối ưu được cái việc lấy dữ liệu. Thằng thách cũng tương tự như vậy, nhưng mà thằng thách nó sẽ không tự động chạy, có nghĩa là nó lấy xong nó đứng luôn, em lấy ra bao nhiêu bản ghi sau đó nó dừng luôn. Còn thằng trăn này mỗi lần lấy ra bao nhiêu bản ghi và cho đến khi lấy hết bản thì thôi, có 1 triệu bản ghi thì nó sẽ 1 triệu lần trăn, nó gọi cho đến khi hết bản thì thôi. Các bạn hiểu chưa?